chào cô bác anh chị em nha. Xin chào tất cả cô bác anh chị em trong và ngoài nước. Hôm nay Nhiên có một cái chủ đề rất là hay, là chị Thanh, người Việt Kiều Mỹ, người Việt quốc tịch Mỹ, kể về gia đình chị có ba người nhiễm Covid-19. Thì chị kể là ba người trong gia đình của chị, anh của chị và ba mẹ của chị, trong khi ba người nhiễm Covid-19 này là mẹ chị là cái người nằm ở trong bệnh viện mổ cái chân gì đó, rồi khi mà cho xuất viện đi về á, thì mẹ chị mới lây cho ba chị, rồi mới lây cho anh của chị. Thì qua cái câu chuyện này á, Nhiên muốn đưa thực cái những cái gì thực để cho cô bác anh chị em cùng nghe, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Thì anh chị nghĩ đi, ở chị Thanh kể là ba mẹ chị là người chết cách nhau 3 ngày, nhưng mà chôn thì chôn chung 1 ngày, còn anh chị thì của chị thì được vượt qua cái khỏi cơn bệnh Covid-19. Thì qua câu chuyện này thì anh chị nghĩ ha, ở cái người Việt á, mà chúng ta mà như ở trong Việt Nam chúng ta mà nhiễm Covid, một gia đình 3 người mà chết 2 người như vậy, thì bắt đầu dân nổi loạn lên rồi đó anh chị. Bọn phản động lưu vong, bọn phản động lưu vong và một số bọn phản động trong nước nó kích động, bắt đầu nó xấu đảng nhà nước ta, bắt đầu nó kích động, nó biểu tình. Thường thường anh chị thấy không, như là Trung Quốc rồi nó nói là đảo, biển đảo rồi bị Trung Quốc rồi xâm chiếm, rồi đảng nhà nước ta cho thuê đất, rồi xong nó nói là cho thuê đất 99 năm, bắt đất cho Trung Quốc này kia cái nọ, để anh chị nó lợi dụng cái đó để mà nó kích động lên, để cho nổi loạn cái đất nước mình lên. Cái bọn mà phản động lưu vong thì thường thường là nó lợi dụng cái những cái gì mà cái điểm yếu đó, bắt đầu là nó kích động. Thì bắt đầu qua câu chuyện này Nhiên sẽ đưa cho cô bác anh chị coi. Những người này có tiếp xúc nhiều ở ngoài xã hội không? Lý do vì sao bị nhiễm? Không, theo sự gia đình kể lại thì ba gái bị mổ chân ở trong nhà thương về. Thì chắc có lẽ là bị bệnh từ nhà thương mà mình không biết. Thì về đến nhà thì qua mấy ngày sau thì bác trai lại bị bệnh, bị sốt, rồi bác lại bị sốt trở lại từ nhà nhà thương thì người ta nói là Covid. Rồi xong rồi là bác tới bác trai bệnh, rồi xong rồi cái anh nuôi hai ba mẹ đó cũng bị luôn. Thì qua bị 1 tuần lễ sau thì bác trai mất trước. Thì 3 ngày sau thì bác gái mất. Thì hai bác chung một ngày. Mất cách nhau có 3 ngày thôi, nhưng mà chung cùng chung một ngày. Nhưng mà lúc đó thì cũng có cháu là chị bắt lại nè, cái đoạn này cho anh chị nghe. Từng cái mạch là chị có thể chia sẻ là vì sao cũng như là gia đình có ngạc nhiên hay không, những người này có tiếp xúc nhiều ở ngoài xã hội không, lý do vì sao bị nhiễm? Không, theo sự gia đình kể lại thì bác gái bị mổ chân ở trong nhà thương về. Thì chắc có lẽ là bị bệnh từ nhà thương mà mình không biết. Thì về đến nhà thì qua mấy ngày sau thì bác trai lại bị bệnh, bị sốt, rồi bác lại bị sốt trở lại từ nhà nhà thương thì người ta nói là Covid. Rồi xong rồi là bác tới bác trai bệnh, rồi xong rồi cái anh nuôi hai ba mẹ đó cũng bị luôn. Thì qua bị 1 tuần lễ sau thì bác trai mất trước. Thì 3 ngày sau thì bác gái mất. Thì hai bác chung một ngày. Mất cách nhau có 3 ngày thôi, nhưng mà chung cùng chung một ngày. Nhưng mà lúc đó thì cũng con cháu là chỉ có đó anh chị. Đó là Nhiên đưa cái những gì sự thật cho cô bác anh chị ở trong nước biết, và một số cô bác anh chị em ở ngoài nước biết. Thì qua cái câu chuyện chị Thanh vừa kể trên thì chắc
cô bác anh chị em và các cháu trong nước và ở hải ngoại đều đều nghe hết rồi đúng không? Thì đó, các anh chị ở trong nước Việt Nam chúng ta, chính phủ Việt Nam của chúng ta nè, đảng nhà nước chúng ta đã phòng ngừa dịch cho nhân dân chúng ta rất là an toàn, không có một người nào tử vong hết. Chẳng những đảng nhà nước ta phòng ngừa cho phòng dịch cho dân ở trong nước không bị nhiễm mà cũng không bị có ca nào tử vong, và đảng nhà nước ta còn phải bảo vệ nhân dân ngoài nước, nhân dân Việt Nam mà ngoài nước. Khi tất cả nhân dân ngoài nước về nước đều nhiễm, có một số nhiễm Covid-19 và có một số người đi về Việt Nam tránh dịch, thì những người mà ở nước ngoài, kiều bào ở nước ngoài về, thì đảng nhà nước ta vẫn giang vòng tay đón những kiều bào đó về, thì có người nhiễm thì y tế Việt Nam vẫn chữa bệnh cho những người đó khỏi hoàn toàn, không có ca nào tử vong đúng không cô bác anh chị? Đó, qua cái câu chuyện của chị Thanh, chị Thanh đang sinh sống ở Mỹ, thì cái bọn phản động lúc nào nó cũng nói là y tế Mỹ là nhất, là giỏi đó, mà thôi là cái gì cũng nhất hết. Cái bọn phản động lưu vong nó nói cái gì là cũng nhất hết. Nhưng mà qua câu chuyện của chị Thanh kể về gia đình của chị ta, là ba mẹ của chị ta, là mẹ chị ta là nằm trong bệnh viện, rồi ba chị ta vô thăm thì ba chị ta cũng dính Covid-19, rồi anh trai của cô ta cũng dính luôn. Khi mà chết á thì ba cô ta chết trước 3 ngày, mẹ cô ta chết sau 3 ngày, thì là hai người này là tới 3 ngày sau, ba cô ta chết 3 ngày sau mới chôn chung với mẹ cô ta, chôn chung một ngày chứ không phải là chôn chung nha. Đó, thì qua câu chuyện này thì chắc cô bác anh chị đều thấy, tuy đảng nhà nước ta, đất nước ta chưa giàu có như nước Mỹ, nhưng mà cái phòng ngừa, phòng dịch và bảo vệ nhân dân ta, đảng nhà nước ta đứng đầu thế giới. Cho nên cái bọn phản động lưu vong nó cay cú, nó tìm đủ cách nó xuyên tạc. Anh chị thấy những cái diễn đàn xuyên tạc không? Thằng Tân Thái thì mỗi ngày nó chửi của bác Nguyễn Phú Trọng, bà cô Kim Ngân, rồi bác Nguyễn Xuân Phúc, chửi các bác đứng đầu lãnh đạo đất nước Việt Nam. Cái bọn phản động lưu vong, thằng Tân Thái, Bê Nê Chương, những cái con Ly Xà Phạm, rồi con Bích Trang, con Trang Lê đều hết, và cái tổ chức khủng bố nước ngoài nó chửi các bác lãnh đạo đảng nhà nước ta không còn cái nước gì hết. Qua câu chuyện của chị Thanh thì anh chị thấy đi, cái nước Mỹ đó, nước thiên đường đó, mà để cho dân của họ, một gia đình mà có mấy người, chết hết ba, chết hai vợ chồng, cách nhau có nhiêu, có 3 ngày. Ở Việt Nam á, mà tình huống như nước đất nước Mỹ như chị Thanh kể ha, thì thôi, cái bọn phản động nó sẽ kích động, nó bạo loạn, nó kích động, nó nói là đảng nhà nước ta không lo cho nhân dân mới là nhiễm Covid-19 như vậy đó. Nó sẽ kích động biểu tình, nó kích động nó xấu đảng nhà nước ta để gây rối hoang mang trong dư luận, gây rối mất an ninh trật tự. Cái bọn phản động trong nước như con Phạm Đoan Trang, rồi Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, con Cắn Thị Thiêu và cái bọn văn quan, nhất là cái khốn nạn nhất là cái bọn mà phản động mà khoác chiếc áo văn quan đó anh chị. Cái bọn đó đó, cái nào cũng có nó hết, cái bộ mặt nào cũng có cái bọn mà phản động văn quan này hết trơn, phản động núp áo văn quan này hết trơn. Đó, qua câu chuyện của chị Thanh thì thấy đi, thấy cái thiên đường của nước Mỹ và cái đất nước Việt Nam, đảng nhà nước Việt Nam chúng ta, có ai bảo vệ nhân dân, ai thương nhân dân? Đất nước Mỹ coi mạng người như cỏ rác, đất nước Mỹ coi nhân dân họ như cỏ rác. Đó, anh chị thấy đi, qua câu chuyện này á, thì tôi cũng mong sao các anh chị là người Việt Kiều ở bên hải ngoại á, hãy nhìn vào về đất nước quê hương, dù chúng ta đi tới phương trời nào, trên đất nước nào, thì chúng ta là người Việt, là người của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đi làm ăn bất cứ phương trời nào,
thì sau lưng của các anh chị Việt kiều đó có đảng nhà nước lúc nào cũng giang vòng tay đón đợi của anh mà đón chờ mà chờ đón chào các anh các chị hết. Anh chị có chuyện gì xảy ra đảng nhà nước cũng bảo vệ các anh chị hết, chứ đừng có giống mà cái bọn phản động lưu vong mà bỏ ra nước ngoài được một tí xíu à, rồi bắt đầu chơi cái đất nước mẹ Việt Nam nghèo, chơi đất nước mẹ Việt Nam khổ, mà trong khi đó không biết cái đất nước Việt Nam chúng ta là bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu xương máu ông cha ta đã đổ máu xương xuống để giành cái độc lập ngày hôm nay, mới được hòa bình, mới được hết cấm vận năm 1995 mà đất nước mình như vậy là quá, đảng nhà nước ta là quá tài quá giỏi rồi đó. Qua câu chuyện của chị Thanh đó, gia đình của chị Thanh đó chết vì Covid-19, rồi con Bích Trang anh chị thấy không, họ như hỏi cô bác anh chị em là có Chúa nào, có Chúa nào mà độ con Covid khỏi không, Chúa mà độ khỏi á, Chúa hay là Phật trời nào độ cái con Covid không, cho nó qua khỏi không, không có Chúa trời nào hay là Phật nào để mà độ hết, chỉ có con người cứu được con người thôi. Là tại sao lại cái y tế phải Covid-19 phải dùng y tế, dùng thuốc mới chữa hết, chứ không có Chúa, không có Phật nào ở đây cứu con người hết trơn. Còn con Bích Trang thì dạy gì nè, kêu gì nè, cầu cho mọi người ơi hãy cầu Chúa để mà cầu nguyện cho nó thoát khỏi con Covid-19 đi. Anh chị thấy không, miễn Chúa cứu khỏi vậy là nước Mỹ đâu có 160,000 người chết đâu anh chị, 160,000 người chết về Covid-19 đâu đó. Rồi Chúa mà cứu khỏi thì ba mẹ của chị Thanh này đâu có chết cách nhau 3 ngày chung chung một ngày đâu anh chị đó. Anh chị thấy không, gia đình ba người mà chết hai người, chết ba mẹ, anh chị thấy đau không, đau xót không? Cũng xin chia buồn với chị Thanh, em xin chia buồn với gia đình chị đó. Phải ra ba mẹ chị mà ở trong nước đó chị Thanh, thì không bao giờ ba mẹ chị mất. Chị nhớ cái ông mà phi công người Anh không, bệnh tình ông nặng cỡ đó má, mà ông còn không, mà ông còn cứu được đó chị Thanh. Ba mẹ chị trong nước là không bao giờ ba mẹ chị chết vì con Covid-19. Cái này chắc biết lỗi tại ai ha, lỗi tại cộng sản, lỗi tại chắc lỗi tại cộng sản hả ba que. À, gia đình chị Thanh là hai ba mẹ của chị chết cách nhau 3 ngày mà chôn trùng một ngày như vậy đó, vậy chắc lỗi tại cộng sản hay bao que phản động lưu vong. Đấy một cái clip đó để dỗ vô mặt cái bọn phản động lưu vong chúng mày, để chúng mày còn nói là nước Mỹ là thiên đường nữa không, nước Mỹ thiên đường coi mạng người như cỏ gác đấy, để cho cái bọn phản động chúng mày sáng con mắt ra. Xin chào cô bác anh chị.